Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, 17 tháng 5. 2 năm sau sự cố môi trường biển, đời sống, sản xuất của người dân 4 tỉnh ven biển miền Trung đã khôi phục gần như ban đầu, thậm chí có những lĩnh vực còn phát triển hơn trước. Mặc dù chỉ mới đầu hè nhưng người dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường ngày. Bác sĩ Việt Hương, người mẹ hiền gần 20 năm qua luôn mạnh mẽ cùng các con chống lại án tử của căn bệnh ung thư. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển do công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra đã diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Sau sự cố môi trường biển xảy ra thì Formosa đã phải nhận trách nhiệm và chịu bồi thường 500 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 11.000 tỷ đồng. Đến nay bà con bị thiệt hại đã nhận được hơn 6.500 tỷ đồng tiền đền bù của Formosa và môi trường biển đã được khôi phục, an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, sản xuất muối, các khu vực du lịch biển, bãi tắm của 4 tỉnh miền Trung đã hoạt động trở lại bình thường. Người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng các sản phẩm hải sản. Theo tỉnh Hà Tĩnh, hiện toàn bộ các số liệu về môi trường của Formosa Hà Tĩnh đều được gửi liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường để giám sát. Ngày 18 tháng 5 tới, Formosa sẽ được phép đưa lò cao số 2 vào hoạt động và dự kiến đến cuối năm sẽ sản xuất được từ 4,5 đến 5 triệu tấn thép, đóng góp ngân sách cho tỉnh Hà Tĩnh hơn 6.000 tỷ đồng. Sau các báo cáo của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu kết luận, trong đó có các chủ trương mới để các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Vâng, và 2 năm qua đi kể từ sau sự cố môi trường biển ở khu vực 4 tỉnh miền Trung, đến nay thì đời sống sản xuất của người dân vùng ven biển đã được khôi phục gần như ban đầu, thậm chí ở một số mảng thì còn phát triển mạnh hơn cả trước. Chẳng hạn tại tỉnh Hà Tĩnh, tín hiệu đáng mừng hiện nay là tình hình hoạt động đánh bắt thu mua xuất khẩu thủy hải sản đã ổn định trở lại. Còn ngư dân vươn khơi liên tục được mùa, cùng với đó là giá hải sản cũng tăng hơn so với trước, khiến cho hoạt động thu mua hải sản thêm phần rộn ràng. Đây là một tín hiệu vui cho cả bà con ngư dân cũng như các tiểu thương kinh doanh hải sản. Khu vực cảng cửa sót xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Những con tàu đầy ắp cá đang nối đuôi nhau trở về đất liền sau những ngày dài đánh bắt trên biển. So với những năm trước, giá thủy sản hiện đã ổn định trở lại. Ngư dân cũng liên tục được mua khiến bà con rất phấn khởi. Tôi buôn bán là từ mà cuốn cá là đều về đây là đều người ta đều thu mua hết cả, cũng có con chi lợi cả. Nhờ thời tiết thuận lợi cũng như giá thủy hải sản ổn định trở lại nên bà con ngư dân Hà Tĩnh đã liên tục vươn khơi bám biển, và cùng với đó là những cái vụ mua thắng lợi và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nên bà con đã có thêm cái nguồn thu nhập kinh tế để ổn định cuộc sống sau 2 năm sự cố môi trường biển. Hoạt động khai thác thủy sản cũng thúc đẩy nhóm ngành dịch vụ hậu cần nghề cá tại Hà Tĩnh sôi động trở lại. Tại chợ thành phố Hà Tĩnh, người dân đã sử dụng hải sản nhiều hơn và không còn thái độ e dè, lo lắng như trước đây. Mức thu mua của người dân thì cũng đã tăng trở lại. So với năm ngoái thì là chỉ mới được khoảng 60-70%. Huyện cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân cùng với cái kinh phí được bồi thường. Thì tập trung là đóng các cái tàu từ 90 cv đến 400 cv để tổ chức ra khơi bám biển khai thác thủy hải sản. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu thủy sản cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sau sự cố thì cái việc mà hỗ trợ bà con tìm cái đầu ra sản phẩm thủy sản là việc làm đặc biệt quan tâm của chính quyền các cấp. Trước hết là Hà Tĩnh đã tổ chức các cửa hàng sản phẩm sạch. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ và công bố chất lượng an toàn thực phẩm. Thứ ba là tạo được cái sức cho bà con khi có sản phẩm sạch tốt rồi thì các cái buôn bán là thuận lợi nhất. Tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ ngư dân, chuyển đổi nghề nghiệp, cấp kinh phí giúp bà con tái tạo sản xuất, mua sắm thêm ngư lưới cụ để tiếp tục vươn khơi bám biển. Nhờ thực hiện tốt đồng bộ nhiều giải pháp, đời sống bà con đã thực sự ổn định sau 2 năm sự cố môi trường biển.
Cho đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã chi trả cho 7.200 đối tượng với kinh phí bồi thường thiệt hại 170 tỷ đồng. Số tiền này đã phần nào giúp cho bà con ngư dân, cho các hộ sản xuất kinh doanh khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong khi đó, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 năm sau sự cố môi trường biển, nghề khai thác hải sản đã phục hồi và phát triển với sản lượng đánh bắt gần 40.000 tấn một năm. Cùng với đó, thì người dân cũng sử dụng nguồn tiền bồi thường để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, phần thúc đẩy ngành đánh bắt thủy sản phát triển bền vững, qua đó tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong việc vươn khơi đánh bắt, ổn định đầu ra cho bà con ngư dân. Đây là dây chuyền sản xuất nước đá bằng công nghệ hiện đại, được đầu tư từ số tiền hỗ trợ sự cố môi trường biển của doanh nghiệp thu mua thủy sản Tám Thế, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày, cơ sở này có thể sản xuất gần 2.500 cây nước đá, phục vụ cho các chuyến biển dài ngày của ngư dân. Tôi đã đầu tư trở lại và thay đổi những cái dây chuyền sản xuất và thay đổi cái công nghệ để tạo điều kiện phục vụ làm cho nhanh để phục vụ cho ngư dân. Để đảm bảo thuận lợi cho ngư dân, các hộ sản xuất chế biến thủy sản cũng đã chủ động ký cam kết với các chủ tàu để thu mua sản phẩm ngay tại cảng. Tàu đi về vô là như kia 90 giờ thì thu mua nhanh, là vẫn còn đi lại để mà có sản xuất là đếm khác. Không chỉ mở thêm hậu cần nghề cá trên bờ, mà dịch vụ hậu cần còn được phát triển trên biển với đầu tàu gần 50 chiếc chuyên làm dịch vụ hậu cần nghề cá, đã góp phần rất lớn trong việc giảm chi phí nhiên liệu, giúp ngư dân tăng thời gian đánh bắt dài ngày trên biển. Hiện nay thì một số cái tàu hậu cần chủ yếu là trong vùng Nam, họ đầu tư thêm cái nghề để khai thác kiếm trong vùng Bắc để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động của đội tàu. Trong năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu sản lượng đánh bắt hải sản vượt 42.000 tấn. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ cải tạo, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, thì việc đầu tư phát triển hậu cần nghề cá sẽ góp phần hướng đến mô hình phát triển kinh tế biển khép kín và hiệu quả từ khai thác, thu mua đến chế biến, giúp ngư dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh những giải pháp hỗ trợ phục hồi hoạt động đánh bắt thu mua xuất khẩu thủy sản, thì tỉnh Quảng Trị đã đưa 32 cán bộ công chức về các xã vùng ven biển, bãi ngang để giúp cho người dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững. 2 năm sau sự cố môi trường biển, nhiều vùng đất cát của tỉnh Quảng Trị này đã được thay thế bằng những cánh đồng hoa màu trù phú. Những ruộng rau như thế này mấy năm trước chỉ toàn cát trắng. 32 cán bộ nông nghiệp về cơ sở đã giúp cho người dân vùng biển chuyển đổi được tập quán canh tác và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chúng tôi là đưa ra chọn những cái giống tốt, những cái giống để bà con là khi mà trồng là lên là đạt cái năng suất là cao. Đất này là trước tiên là tôi làm quả làm với cái hồ chứ. Tôi cũng trồng cỏ không hay trồng cỏ mà nhờ cán bộ nông nghiệp họ giúp đỡ thêm là cho gia đình tôi là trong cái cỏ này để luôn luôn khi mua cũng cỏ cho bò ăn trong vườn, khi mùng sân tổ để cỏ cho bò ăn hết. Đến nay trên vùng đất ven biển tỉnh Quảng Trị đã có hàng trăm mô hình sinh kế phù hợp với nhu cầu của thị trường như trồng ném, xả, dứa, lạc phủ ni lông, nuôi sen ghép tôm, cua cá và nuôi bò lai. Chúng tôi đã đánh giá sơ kết cái giai đoạn 1 và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục mà bền vững hơn ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với chính quyền địa phương để hỗ trợ cho 32 cán bộ tăng cường về cơ sở tiếp tục là đồng hành với người dân, đồng hành với chính quyền cơ sở để mà họ có thể chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như để xây dựng các mô hình và nhân rộng các mô hình đã triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với việc nhận tiền đền bù hỗ trợ của nhà nước thì sự giúp đỡ của 32 cán bộ nông nghiệp đã giúp nhiều ngôi làng ở vùng cát Quảng Trị có một diện mạo mới, cuộc sống của người dân vùng biển đang hồi sinh. Chuyển sang những nội dung khác, ngày 16 tháng 5, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về thương vụ Grab mua lại hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam. Theo đó, thì việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. Như vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại Mục 3, Chương 2, Luật Cạnh tranh năm 2004. Căn cứ vào kết quả này, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đang xem xét ra quyết định điều tra chính thức theo quy định tại Luật Cạnh tranh. Kết thúc quá trình điều tra chính thức, Cục sẽ chuyển hồ sơ để Hội đồng Cạnh tranh tiến hành xử lý theo quy định. Sau đây sẽ là thông tin về tình hình xuất nhập khẩu cả nước trong 4 tháng đầu năm và triển lãm nguyên liệu phụ gia thực phẩm và đồ uống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 144 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý, xuất khẩu đạt gần 74 tỷ đô la Mỹ,
tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 8 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là thị trường đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất với khoảng 104%, chủ yếu do xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Hơn 170 nhà sản xuất và phân phối thực phẩm, đồ uống hàng đầu đến từ 21 quốc gia đã tham gia trưng bày các sản phẩm và công nghệ mới tại triển lãm nguyên phụ gia thực phẩm và đồ uống tại thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp trưng bày tập trung vào các nhóm nguyên liệu tốt cho sức khỏe, nguyên liệu cho thực phẩm chức năng và nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên. Trong khuôn khổ của triển lãm diễn ra một số hội thảo về phát triển các nguồn nguyên liệu thực phẩm, giải pháp nâng cao giá trị trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tổng hợp điểm báo trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, nổi bật trên báo Công Thương, Ngân hàng Thế giới World Bank và Bộ Giao thông Vận tải vừa phối hợp triển khai dự án Hệ thống Thống kê Vận tải và Logistics. Dự án này nhằm xây dựng một hệ thống quốc gia để thu thập, xử lý và công bố số liệu thống kê vận tải và logistics và là một phần trong khuôn khổ hỗ trợ của World Bank cho chương trình phát triển logistics và thuận lợi hóa thương mại của Chính phủ Việt Nam. Trang RFI phiên bản tiếng Việt có bài viết giới thiệu về tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Cụ thể là chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2018 thì hai dự án điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam và có quy mô lớn đã được khởi công tại tỉnh Ninh Thuận. Dự án thứ nhất là nhà máy điện mặt trời BIM1 sẽ lắp đặt 90.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên diện tích 35 ha, hàng năm sẽ sản xuất ra 50 triệu kWh điện. Dự án thứ hai là nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ lắp đặt 126.000 tấm pin mặt trời trên diện tích gần 75 ha, sẽ sản xuất gần 100 triệu kWh điện khi hòa vào lưới điện quốc gia. Trang Vietjo của Nhật Bản trích dẫn phát biểu của Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Lê Quang Trung cho biết, số lượng công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là hơn 80.000 người, đến từ hơn 100 quốc gia và khu vực, và hầu hết họ là các chuyên gia và các nhà quản lý, các nhà quản trị. Hơn 95% trong số họ đã có giấy phép lao động. Cuộc cách mạng cà phê thầm lặng của Việt Nam, đó là nhan đề bài viết trên trang DW của Đức phiên bản tiếng Anh. Bài báo kể về câu chuyện của Roland Cơ Liêng, là thành viên trong gia đình nông dân trồng cà phê người Cờ Ho, sinh sống dưới chân núi Lang Biang của tỉnh Lâm Đồng. Cô đã quyết định đầu tư sản xuất cà phê cùng với bà con trong vùng, lập nên một hợp tác xã với mục tiêu đổi mới chất lượng và danh tiếng cà phê Việt Nam, trong khi vẫn giữ được bản sắc của quê hương nơi cô sinh sống. Với việc tập trung vào loại cà phê Arabica, những nông dân Cờ Ho nơi đây chăm sóc cho hơn 30 hectare cây cà phê với phương pháp hoàn toàn tự nhiên, không dùng bất kỳ một sản phẩm hóa học nào. Sản phẩm của Roland Cơ Liêng đã được xuất khẩu đến Cộng hòa Liên bang Đức. Báo The Page của Nhật Bản đăng tải câu chuyện về nhiếp ảnh gia Nhật đã có 25 năm với nhiều tình cảm với Việt Nam. Và trong 25 năm công tác với tư cách là phóng viên nhiếp ảnh thì ông đã đi và gặp rất nhiều. Và Việt Nam là một trong những nơi đem lại ấn tượng đặc biệt cho ông. Lần đầu tiên đến Việt Nam là năm 2009, chụp ảnh những nạn nhân chất độc da cam. Sau đó nhiều lần quay lại Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đất nước mà ông dành tình cảm đặc biệt nhất. Trong phần tiếp theo của chương trình, phát triển du lịch cộng đồng, cơ hội đổi đời cho cộng đồng người Thái ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Bác sĩ Việt Hương, người mẹ hiền gần 20 năm qua luôn mạnh mẽ cùng các bệnh nhi chống lại án tử của căn bệnh ung thư. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thủ đô của Liên bang Nga, vừa qua ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Duma, Hội đồng lập pháp thành phố Moscow, cùng thảo luận về tăng cường hợp tác song phương giữa hai địa phương trong thời gian tới. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Moscow Alexei Sapochnikov và Phó trưởng nhóm đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong Duma thành phố, ông Leonid Zyuganov, hai bên nhất trí cho rằng Moscow và Hà Nội cần thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa xã hội, du lịch. Với sự nỗ lực của cả hai bên, hợp tác song phương giữa hai thủ đô đã thu được những kết quả rất đáng tự hào. Đó là sự ra đời của trung tâm Hà Nội Moscow Incentra, không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai thành phố, giữa hai dân tộc, mà còn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt tại Moscow nói riêng và Liên bang Nga nói chung. Hai bên đã tổ chức thành công những ngày Hà Nội tại Moscow và những ngày Moscow tại Hà Nội, giúp người dân hai nước hiểu rõ về nhau hơn, góp phần thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực. Thưa quý vị,
Tuy chỉ nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng về phía Tây chưa đến 10 km, thế nhưng nhiều năm qua, cứ bắt đầu vào mùa nắng nóng thì người dân của hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc của quận Liên Chiểu lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Năm nay cũng vậy, mặc dù chỉ mới là thời điểm đầu hè thôi, song tình trạng thiếu nước đã khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Còn khá sớm, thế mà bà Loan đã chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình. Bởi bà lo sát trưa, ai cũng dùng cùng lúc thì không có nước. Đây là tình trạng chung của hàng chục hộ dân phường Hòa Khánh Bắc cứ mỗi khi bắt đầu mùa nắng nóng. Cả ngày thì chỉ có thường thường họ mở 3 giờ chiều 1 tiếng đồng hồ. Vậy là 3 giờ sáng thì cùng 1 tiếng đồng hồ. Còn sau nữa là họ cúp nước. Nếu nhà ai mà có bồn chứa nước thì có dùng cả ngày. Mà nếu mà nhà ai mà không có bồn chứa nước thì họ cũng thiếu rồi xin quanh rồi uống nước giếng. Qua quá trình đô thị hóa thì nhà của người dân mặt là nhiều. Do đó cái việc mà cung cấp nước với lại cái hệ thống đường ống đó thì nó không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Do đó là cái việc thiếu nước thì nó xảy ra vào cái giờ cao điểm nắng nóng. Các tháng như bây giờ là người dân bắt đầu là có tình trạng là thiếu nước. Mặc dù hệ thống nước thủy cục đã về đến tận từng nhà người dân, nhưng nước lại không có. Để có nước sinh hoạt, hầu như gia đình nào ở khu vực này cũng phải xây bể chứa hoặc lắp bồn nước dự trữ, nước từ đêm trước để hôm sau sử dụng. Nhiều gia đình phải sử dụng cả nước giếng để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hình ảnh này tưởng chừng chỉ có tại vùng nông thôn. Gia đình nào bây giờ cái nước là cái thiết yếu, cái tắm rửa nước và điện là hai cái là thiết yếu trong cuộc sống. Như hiện nay nó trong nước nó cũng bất cập cái là đó là nước không có. Như này là thiếu về những cái giờ cao điểm thì họ về ai cũng mở nước, dưới phố họ cũng mở nước, tất cả các nơi họ sử dụng thì lúc đó là ở trên này là không có nước để cho dân họ sử dụng. Đối với lại chính quyền địa phương thì cũng mong là cái đề nghị là cái đơn vị công ty cấp nước thành phố có cái hướng để mà nâng cái cấp cái các cái đường ống ở trong khu dân cư cũng như là tăng cường cái các cái máy áp lực để mà nâng cao cái áp lực ở các khu vực cao cho người dân có nước sinh hoạt trong cái mùa nắng nóng này. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và mùa nắng nóng như hiện nay, thiếu nước sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác như phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi. Nhiều mô hình đã được triển khai thành công tại khu vực miền núi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao đời sống của người dân. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại một bản của người Thái nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa để xem hiệu quả mà mô hình du lịch cộng đồng đang mang lại với người dân nơi đây như thế nào. Hôm nay, gia đình anh Ngân Văn Cường ở bản Năng Cát, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa lại tất bật chuẩn bị những món ăn mang đậm hương vị núi rừng để đón đoàn khách du lịch tới thăm bản. Kể từ ngày anh bắt đầu triển khai mô hình homestay, đời sống của gia đình anh đã được cải thiện rất nhiều. Cách đây khoảng chỉ nói khoảng 5 năm thôi về trước thôi thì nhà mình thì nói chung cũng còn nhiều cái rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì mình làm cái du lịch này thì mình không phải vào rừng rồi mình nấu cơm cho khách luôn và cho khách ăn nghỉ, và mình đã làm được thêm một căn hộ nho nhỏ để cho khách người ta nghỉ. Chủ trương phát triển du lịch đã được triển khai tại bản Năng Cát, xã Chí Nang từ năm 2014. Nhờ đó, đường xá được bê tông hóa, cơ sở vật chất được cải thiện để phù hợp với mô hình du lịch cộng đồng. Suy nghĩ và nhận thức của người dân cũng thay đổi. Mình cũng đi ra khỏi nhà thì thấy người ta chỗ nào nó sạch thì chỗ đấy rất nhiều người buôn bán và rất nhiều người chơi, thì chỗ đó là thay đổi kinh tế rất mạnh. Cho nên là mình cũng học hỏi nhiều và mình cũng thấy là nên làm như thế là tốt nhất. Trước đây kinh tế của bà con chủ yếu theo cái hình thức là tự cung tự cấp. Khi mà bà con đã hiểu và biết về du lịch cộng đồng, làm du lịch cộng đồng, thì đến nay bà con đã biến những cái sản phẩm văn hóa cũng như là sản phẩm nông nghiệp truyền thống của mình để biến những cái sản phẩm thành du lịch hàng hóa và đem lại cái nguồn thu nhập với bà con. Trong 8 nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đề cập đến hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Do đó, ngành du lịch đang có nhiều chính sách tạo điều kiện cho du lịch cộng đồng phát triển.
Một là quy hoạch và định hướng cái phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp bên cạnh cái xu hướng đầu tư phát triển các dự án có quy mô lớn và chất lượng cao. Thứ hai là cơ quan nhà nước cần tập trung để xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn về du lịch cộng đồng để hướng dẫn và định hướng cho cộng đồng phát triển du lịch. Thứ ba là sẽ hỗ trợ cho cộng đồng về việc đào tạo để phát triển theo cái quy chuẩn, theo cái tiêu chuẩn và phát triển các cái sản phẩm cho nó phù hợp với yêu cầu. Phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước như Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk. Bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần tạo ra những điểm đến mới, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Việt Nam. Thưa quý vị, ở khoa nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều Hà Nội đang có rất nhiều bệnh nhi đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo. Bên cạnh các em, ngoài những người thân yêu trong gia đình thì luôn có một người mẹ hiền thứ hai đồng hành. Đó là tiến sĩ bác sĩ Việt Hương. Cứ như thế, gần 20 năm qua, người mẹ hiền ấy luôn mạnh mẽ cùng với các con của mình chống lại án tử của căn bệnh ung thư. Hầu hết các cháu vào viện trong tình trạng rất là nặng, thậm chí có những cháu mà đe dọa tính mạng, có thể tiên lượng tử vong trong vài ngày. Ngoài cái áp lực do cái tính mạng của cháu, các cháu làm tâm treo sợi tóc, thì thường thì bác sĩ ung thư nhi khoa chúng tôi còn bị stress bởi vì cái bản năng làm bố làm mẹ. Cháu được chẩn đoán là ca thận trái, ôm con đi khắp các bệnh viện và không có viện nào nhận con em. Người ta giới thiệu là bác Hương, ở trên này là bên nhi. Thì cũng rất là may, bác rất là tốt, bác nhận con em, bác nói là còn sống thì sẽ còn, bác còn nhận, bác sẽ còn cố. Bác nói em là em có đồng ý để con em mất trong tay em hay trong tay bác. Em đồng ý bởi vì cũng là mất, nhưng mà mất trong tay mình, biết đâu con mình nó chỉ được một vài ngày. Từ lúc con em cận kề với cái chết đến bây giờ như thế này thì em tin tưởng hoàn toàn, em chịu đánh cược và đánh đổi hoàn toàn. Hương là người sinh ra, nhưng là người giành lại các con từ bàn tay tử thần. 18 năm làm nghề, bác sĩ Phạm Thị Việt Hương đã giúp nhiều em nhỏ có thể sống không bệnh trong nhiều năm. Chị không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà bằng tình yêu, chị đã thực sự trở thành người mẹ, người bạn của những bệnh nhi ung thư. Tất cả các bạn ngoan sẽ được thưởng kẹo đúng không? Không đến nỗi là bi quan như mình nghĩ đâu. Có lẽ là cái nghề này nó vẫn có những cái ánh sáng ở cuối đường hầm. Vấn đề là mình có chịu đi không? Đi để mà nhìn thấy cái ánh sáng hay không? Em coi bác Hương như một người mẹ thứ hai của mình. Tuy rằng bác không sinh ra em nhưng bác đã cứu sống em. Dường như em được sinh ra lần thứ hai trong đời vậy. Khi mà em đã biết tin mình khỏi bệnh. Tuy bác không sinh ra con em, nhưng đến lúc này bác gần như là làm lại con em từ đầu. Con xin cảm ơn mẹ Hương đã tiếp thêm niềm tin cho con để con có được ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng hết sức để mẹ được tự hào. Tiếng gọi mẹ ơi, nó đối với mỗi chúng ta nó rất là thiêng liêng. Thì cái đấy là những cái niềm vui vô giá. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.